em chào khách yêu nha. Tối hôm nay em có anh Tâm qua shop nữ trang nè. Anh Tâm lựa một cái lắc hàng rào mẫu gồng nha. Đây, gồng nổi 5D cực kỳ sang luôn quý khách nè. Con gồng nổi lên luôn. Đây cũng có gồng nữa nè. Đó. Viền màu tấm đó. Quá đẹp luôn, xuất sắc luôn. Bản này bản công nha. Viền là móc máy dạng vảy rồng nè. Móc máy bi và vảy rồng đều. Cái lắc này của anh là một lượng 2-4/7 ha. Em mượn tay anh em đeo nha. Bây giờ có khách hàng Trần Ngọc. Quá trời cưng luôn. Em đang có khách hàng cực kỳ sang luôn. Quý khách này đeo vừa y tay anh luôn á. Chị giá cái lắc này của anh là em đó, không ghi em ơi. Một lượng 2-4/76. Rồi, tổng là 45 triệu mấy trăm nha. Em gửi hóa đơn. Cảm ơn anh đã qua ủng hộ tiệm nha. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, em xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Sáng hôm nay là có chị Thơ ở Tân Phú ha. Hôm nay là đến ủng hộ em làm một bộ đồ cưới nha mấy anh chị. Rất là đẹp luôn nha quý khách nè. Đây là kiền cổ ạ. Kiền cổ chạm hoa mai nha quý khách nha. Hôm nay là chị mua một bộ hoa mai tượng trưng cho sự may mắn nha quý khách. Kiền cổ này là nhà em có từ 2 chỉ cho đến 1 lượng ạ. Như cái form kiền cổ này là có 2 chỉ ha. Và nó có 3 mẫu. Một mẫu là kiền tròn, một mẫu kiền dẹp và cuối cùng là một mẫu kiền dẫn sóng nha quý khách. Đi đâu với nó là một cái vòng tay ạ. Rất là đẹp nha quý khách nha. Vòng tay một chỉ. Quá xuất sắc luôn. Đó, cô dâu đeo đơn giản như thế này thôi là mà thấy đẹp rồi nha. Quý anh chị cứ đến tiệm vàng Kim Thành Thảo đi. Nhân viên tụi em sẽ tư vấn nhiệt tình và sẽ chọn những cái sản phẩm vừa túi tiền với tinh tế của quý anh chị nha. Đây một đôi bông quá đẹp luôn quý khách, quá xuất sắc luôn. Bông này là hàng mới vừa về ha, bông tai hoa mai. Nó hôm nay là nó làm một cái tòn ten rất là đẹp nha, tòn ten chữ phúc nha quý khách. Đây. Đây mang cô dâu về là mang may mắn, mang phúc về cho gia đình ha quý khách ha. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn nha. Đôi bông như vậy là cỡ tầm một chỉ nha quý khách. Một chỉ đôi bông như vậy nè. Rất là đẹp luôn ạ. Tòn ten đeo lên thì nó sẽ nhìn nó đẹp hơn và lên hình nó cũng đẹp nữa. Này, cái này là em sẽ bỏ hộ với chị luôn nha chị Thơ. Chị Thơ em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em nha chị. Nhân viên em hướng dẫn cho mở chị. Dạ tối hôm nay là có anh Tín ở Tân Phú ha. Hôm nay anh Tín ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một cái lắc nha quý khách. Lắc sông Long à. Đây. Rất là đẹp nha. Một cặp rồng ngậm châu đỏ. Đẹp lắm quý khách ơi. Hàng xuất sắc luôn nha. Con rồng này nó chạm nét nè. Rất là rõ nét nha, từng chi tiết ha. Từ sừng, từ râu đó ha. Làm đẹp lắm, răng rồi nè. Quá xuất sắc luôn. Một cặp sông Long. Đai lắc của nó là mình rồng nha quý khách nha. Đai lắc là mình rồng. Đẹp lắm à. Một cái lắc như vậy trọng lượng của nó là một lượng 7 hơn gần một lượng 8 nha quý khách. Nhà em còn nhiều lắm nha, em mới nhập một lô hàng lắc rồng và có vòng sông Long đó nha. Ngậm châu đủ màu và có thể thay hột châu màu theo ý của khách nữa. Như cái lắc này giá trị của nó là 61.900.000. Đây cái khóa của nó nè quý khách nè, khóa của nó là rất là tỉ mỉ nha, làm bên này, khóa bật bên này ra. Đây, anh đeo luôn không anh Tính? Đeo luôn anh. Đeo thì khóa nó hợp nha. Dạ. Đây cái khóa này anh đeo vô vậy ha. Nó vô cái khớp rồi là anh đóng cái này lại. Đóng cái kịch. Dạ, đóng cái kịch là xong. Ở nhà anh là có cái nhẫn đầu rồng rồi. Bây giờ hôm nay là mua thêm cái lắc nữa nè. Cả bộ nó thì nó rất là đẹp luôn. Bữa nào ra mua dây với mặt rồng nữa nha. Rồi em cảm ơn anh nhiều nghe. Cảm ơn anh hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em. Dạ tối hôm nay là có hai vợ chồng của chị Trinh ở bên Aeon ha quý khách ha. Hôm nay là hai anh chị ghé ủng hộ em là một cái lắc. Này là lắc lút 5D nha quý khách. Rất là đẹp luôn nè. Đây. Này là lắc lút bản nhỏ ha. Cái lắc này là form của nó là form một lượng nha quý khách nha. Tại vì nó là hàng đặc cho nên thì cái form nó sẽ nhỏ hơn. Trong đó thì nó đặc hơn. Ba thẻ rồng. Bên trong thẻ rồng này là nó dập rồng nổi lên luôn ha. Bên trong là nó có lọng đá viền đen trong này. Rất là đẹp nha quý khách. Viền nó làm viền rode cắt máy à. Toàn cái lắc này cắt máy nha. Mặc dù nó một lượng nó nhỏ nhưng mà cái thành nó dày lắm nha quý khách. Rất là đẹp luôn nè. Mắt đồng hồ. Sáng cực kỳ luôn. Bên trong nha quý khách nha. Bên trong lòng nè. Bên trong lòng nó có giác lòng kim tiền nha. Đeo rất là êm tay luôn ạ.
Thường thì lắc nam nó sẽ làm rất là chắc nha quý khách, một khóa hộp và hai khóa dự phòng nha. Này em đeo cho anh luôn ạ. Quá đẹp luôn, nhỏ gọn nhưng mà chất lượng ha. Cái lắc này giá trị của nó là 39.700.000 nha quý khách. Rồi anh đeo luôn ha. Em cảm ơn hai vợ chồng của chị Trinh nha. Cảm ơn hai anh chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em ạ. Em chào khách yêu nha. Tới hôm nay em có chị Diệu qua sắm nữ trang nè. Chị lựa một bộ vàng 24 nữ trang nha, nữ trang cưới cho em gái. Thêm một cặp vòng nữa. Đây chị lựa một cái kiềng. Kiềng này kiềng chạm lông phụng, lông phụng nha quý khách. Có chữ hỷ trong nữa nè. Kiềng này là nặng 3 chỉ. Chị lựa cái kiềng là đi bộ với cái vòng tay nữa. Đây, vòng tay luôn, vòng tay này 2 chỉ. Nguyên một bộ đồ cưới này của chị là 5 chỉ ha. Đó, quá trời đẹp luôn nè, chạm đều nguyên một cái kiềng luôn. Vòng tay cũng vậy nữa. Cực kỳ sang luôn quý khách nè. Chị còn lựa thêm một cặp vòng 18k em nữa nè. Đây, cặp vòng này là vòng ống tròn nha, móc máy xoàn. Đeo nhẹ nhàng thường ngày luôn. Khóa này là khóa âm vô trong nha, mình đeo nó không có vướng nữa. Cái này chị ấn nhẹ xuống đây nha, ấn nhẹ bẻ xéo qua cỡ nào cũng được hết ha. Đó, nó vô cái khớp này nó nhìn. Em hướng dẫn chị cách mở kiềng nha. Kiềng chị cầm hai bên này nè, nhận vô, nhích nhẹ lên xíu thôi, để gan sau là mình đứng vô cái cổ gì vậy. Rồi để luôn. Rồi đây, còn cái vòng thì mình cứ lăn ngon lăn ra, lăn ra hết luôn. Cái này em để hợp cho chị nha. Tổng nguyên bộ nữ trang này của chị là 34.900.000 ha. Em gửi chị Diệu hóa đơn. Cảm ơn chị đã qua ủng hộ tiệm nha. Cảm ơn chị nhiều. Thank you.